Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ trục cầu các đăng phanh đĩa dầu. Cái hàng này bên em có rất nhiều kích thước khác nhau các bạn nhé, từ 90 cho đến 1m3. Anh em nào cần cỡ nào ấy, thì liên hệ. Cái dòng này thì bên mình toàn là cầu cân thôi chứ không có cầu lệch. Đấy. Sở dĩ là làm cái cầu cân ấy để phục vụ cho anh em chế xe 3-4 bánh, chủ yếu là xe 4 bánh ấy. Xe 4 bánh thì máy nằm giữa thì nó chuẩn, còn ít khi sử dụng máy lệch. Như dòng xe 3 bánh thì nó hay phải dùng cầu lệch. Đấy. Thì dòng này anh em chế xe 4 bánh là rất là phù hợp. Bên mình có nhiều cỡ. Đây, đây là cái kết cấu của nó đây. Phanh đĩa này. Đấy, anh đĩa dầu này zin chuẩn từ các cái con ốc trở đi, nó rất là đẹp các bạn nhé. Bên em thì chuyên hàng nhập khẩu thẳng từ nhà máy luôn chứ không qua trung gian, đặt nhà máy sản xuất luôn, nên là chất lượng rất là đẹp. Thì khi mà mở một cái cầu ra lúc nào cũng sáng, có thể gọi là soi gương được. Đấy, cầu này thì có tim ốc là chéo 7 x 10. Đây, tim 4 cái con ốc này là chéo 7 đo tim các bạn nhé. Đối với các bạn nhu cầu chéo 8 x 11 ấy, thì các bạn phải đặt riêng. Còn mặc định của nó là 7 x 10, nó phù hợp với những dòng bánh phổ thông sở thị. Đấy, đây là trục các đăng này. Hàng rất là đẹp các bạn nhé. Led chuẩn luôn. Đĩa là đĩa trắng tinh. Đấy. Thép. Thép này thì nó cũng rất là ít khi bị han rỉ. Đấy. Trong quá trình các bạn chạy thì nó gần như là trắng tinh. Tất nhiên là nó không phải hoàn toàn là thép trắng nên là nó vẫn bị rỉ, nhưng mà nếu mình sử dụng liên tục thì nó không bị rỉ đâu các bạn nhé. Nó không phải là bằng sắt bình thường. Đấy, nói thẳng, mình có thể gọi nó là bằng thép cũng được. Thì đối với cái dòng phanh này thì nó có phanh chân hoặc là phanh tay. Thế các bạn mua thì nó sẽ mặc định là có dây dầu và tay thắng và chân phanh dầu. Thế tất cả những cái anh em mà cứ hỏi hàng thì mình có chất lượng hay không thì đây, với bất kỳ một con cầu nào thì đều được bọc trên một cái lớp chăn lỉ như này. Đấy. Hàng mình đặt là nhập khẩu nhà máy cho nên là người ta đóng bọc rất là ok. Tất cả các loại cầu và đóng thêm một lớp bao vải dứa như này các bạn nhé. Cho nên khi mình vận chuyển từ nhà máy về gần như nó không bị chảy xước gì cả. Thì tất nhiên thì đồ lặng, đồ cơ khí ấy, thì anh em cũng phải thông cảm, nhiều khi nó không thể hoàn toàn được, nhưng mà nó là lét nhất trong số những cái nhà nhập khẩu. Đây, hàng bên mình rất là nhiều các bạn nhé. Tất cả những cái dòng cầu trục này đều được bọc gói này. Đấy, bất kể một cái dòng cầu nào đều được bọc gói, bọc lỉnh như này. Hàng luôn luôn là số 1 Việt Nam hiện nay. Xin khẳng định lại luôn là số 1 Việt Nam luôn nhé. Trong cái dòng phân khúc này luôn. Đấy, cầu ngắn dài từ 60 trở lên có hết các loại cầu điện, cầu xăng. Đấy, các bạn có nhu cầu nhập lẻ, nhập khối lượng, số lượng lớn, bên mình đều có thể cung ứng được các bạn nhé. Đấy. Rất là nhiều phụ tùng. Thì quay lại với cái mục chính của mình là cái bộ trục cầu này. Thì các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ 0983 818 955. Giá thành thì rất là rẻ và chất lượng thì xin khẳng định luôn, chất lượng luôn là số 1 trong các cái thương hiệu bán trên thị trường hiện nay các bạn nhé. Đây, cầu rất là bóng này. Đấy, bóng sáng luôn, nét chuẩn, tỷ lệ hộp số này thường là 13/37 các bạn nhé. Đấy,
Thường là 13 trên 37, có khi nó là 12 trên 38. Nhưng mà thường là 13 trên 37 tỷ số chuyền. Thì cái đấy nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến các bạn làm xe 3 4 bánh. Đấy, đĩa trắng này. Củ phanh nhà đôi các bạn nhé. Đấy, củ phanh là phanh đôi luôn. Xi lanh đôi, piston đôi đấy. Piston đôi thì nó rất phanh, rất là ăn. Và nó có cái nó không bị giật cục. Đấy. Các bạn xem video thì nhớ bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình mới đăng video lên. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Cái cầu này thì sẽ đi kèm theo một cái đôi gối cầu để các bạn bắt nhíp hoặc bắt khung lên nữa nhé. Đấy.